Chào chào các bác, các chú. Và các bác, các chú đã gửi tiền cho hai cháu để làm nhà. Và đã hai cháu cảm ơn các bác, các chú rất là nhiều. Và xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị tiếp tục với hành trình của Tuyên đến với hai chị em mồ côi. Đường thời gian này bà con đang sửa lại để chuẩn bị làm đường bê tông nông thôn mới các bác ạ. Cũng đúng vào thời điểm mà hai chị em làm nhà thì đường vừa mới sửa, chắc có lẽ là xong con đường này Tuyên xong cái nhà này thì con xe này của Tuyên chắc là phải vứt đi thôi, bán sắt vụn thôi. Ôi mệt quá, đường rất là khó. Hiện tại bà con đang giải cái đá này lên, nó chưa dính nên là đi rất là trơn, rất là sóc luôn. Thôi đi vào tiếp thôi. Trơn quá các bác ạ, không được. Các bác ạ, Tuyên đã đến nơi rồi. Cái số gạch hôm qua đây, bà con hôm qua đã đánh bay hết rồi, chắc là về đến nơi hết rồi. Bây giờ sốt ruột lắm, nên xuống xem là bà con sắp xếp cái vật liệu như nào. Đây là cái cát sắt các bác nhé, cát sắt 4 khối. Tuyên hôm qua có dặn là ông chú là giải cái bạt này xuống dưới thì chú cũng đã làm theo và rất là ổn các bác nhé. Về mình đỡ phải sàng thì sẽ tiết kiệm được thời gian. Còn đây là cái chỗ xi hôm qua, hôm nay thì bà con vào cái chợ phiên ở xã, cho nên là bà con đi chợ hết rồi. Anh thò về đây rồi các bác ạ. Bây giờ sẽ phải tính cái vật liệu và cái số lượng vật liệu hôm qua trở về đúng không? Xi là bao nhiêu? 80 bao. Xi 80 bao. Xi măng 80 bao. Nhân với 85.000 này. 85.000 bao. Anh cầm điện thoại anh tính luôn đi. Còn bột là 7 khối đúng không? Bột 7 khối. Nhân với 450.000 một khối. Gạch 6.800.000. Gạch bao nhiêu viên? 2.400 viên. Mấy xe nhỉ? Vào 5 xe. 5 xe. 2.400 nhân với 8.500. Cái bột này bao nhiêu tiền? Là xi là 6.800.000. 6.800.000. Còn bột 7 nhân bột gạch 3.150.000. 3.150.000. Gạch cát 4 khối
200 mà dày dày tập cái là 1.400.000. Anh trả từ ớt đầu á hả? Cái 20.400.000 à? 20.400.000 tròn à? À cả cái trăm rồi lên từ. Cáp thì là bao nhiêu một khối? Cáp là tại bãi của nó bán là 620.000. 620 à? Thì cái cát này thì hôm nọ anh gọi điện cho em thì bảo như nào? Bảo là cát dưới kia thì bọn nó bán thì 620.000 một khối, còn lấy 500.000 tiền cước. 500.000 tiền cước rồi. Thế là hỗ trợ tiền dầu thôi đúng không? Vâng. Ok. Thế anh nhân cho em đi. 4 x 620. 4 x 2.480. Cộng với 500 tiền cộng với 500 nữa. Cộng với 500. 2.480 bằng 2.980. Cộng với 500 bằng, anh cộng tổng hết cho em đi, 2.980 680. Tất cả những cái thông tin này thì Tuyên sẽ ghim vào cái đầu video cho các bác cùng xem và cùng theo dõi cho nó dễ các bác nhé. Những cái chi phí đã mua và sau khi mua thì cái số tiền còn lại thì Tuyên sẽ tính toán lại và sẽ tiến hành làm hay không thì sẽ phải cân đối lại các bác nhé. 33 triệu 330 nghìn. Đấy. Cái số tiền này thì sáng mai em lên em mới rút về cho anh, bởi vì là sáng nay lên thì cũng không biết là hết bao nhiêu tiền. Thì sáng mai em lên em sẽ rút và lên cho anh, rút lên giả cho anh hết. Rồi, cảm ơn anh nhá. Đây, quý cô bác anh chị, tất cả những cái thông tin này Tuyên sẽ ghim lên đầu video. Và tổng cái số vật liệu đến hôm nay, hôm qua lấy cộng đến ngày hôm nay là hết 33.330.000 các bác nhé. Còn cái số cộng với cái số đợt trước là hơn 9 triệu nhỉ. Hơn 9 triệu cái tiền bột trước và cái xi măng là hơn 9 triệu nữa. Tuyên nhớ không nhầm là 9.200.000 thì sẽ cộng vào đây, tổng vào đây và cái tiền mua thức ăn nữa thì Tuyên về nhà Tuyên sẽ tính lại và cộng tổng hết tất cả những cái chi tiêu này vào đây xem là đến hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 đúng không? Mùng 3 rồi. Hôm nay là mùng 3 tháng 12 các bác nhá. Thì Tuyên sẽ tổng vào ngày mùng 3 tháng 12 và cộng tất cả những chi phí ban đầu và tất cả quỹ và cái số tiền cô giấu tên cô có chuyển cho Tuyên. Tất cả những cái số đó cộng lại xem là bao nhiêu và trừ chi phí giá chi tiêu bao nhiêu thì Tuyên sẽ cộng vào và xem còn dư bao nhiêu, xem là có tiến hành làm nhà được luôn hay không thì sẽ phải tính lại nha các bác nhá. Còn nếu mà chưa đủ thì sẽ phải ngưng lại một thời gian, còn nếu mà đủ rồi thì Tuyên sẽ tiến hành và đàm phán với anh thợ xây và tiến hành làm luôn các bác nhá. Rồi, xin cảm ơn anh Thỏ nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Đây các bác ạ, thì ông chú để thế này thì Tuyên cũng đang bảo với ông chú là cái xì này là không để như thế này được, để như thế này thì những cái bao ở dưới đáy này sẽ bị hỏng. Đang bảo chú là sẽ phải giải gỗ ở dưới trước để lót cái lớp lên, lót một lớp trước xong mới để xì gác lên thì sẽ không bị hỏng. Mà trời mưa như thế này nó hắt vào, nước hắt nung hắt vào thì sẽ phải phủ bạt lên. Thay là lòn đâu. Là lòn giúp mà. Mà ua rất đông. Anh Thọ vừa đổ một xe nữa là 400 viên nữa thì đây là tổng số này là 2.000 viên rồi các bác nhá. 2.000 viên rồi. Đây camera anh quay về đây. Giờ một chút hôm nay lên lên thì hôm qua lên đi về muộn quá nên là không nạp được điện cho cái mic hết pin rồi các bác. Bây giờ thì cũng vào giờ trưa rồi, hai chị em đang nấu nướng cái gì khói lên nó bầm đi. Đây quay xuống dưới này. Đây cái số bột năm oi rồi nó như này. Năm oi rồi là ta ăn đi. Bột thì là hôm qua lấy thêm 7 khối thì là lấy hết rồi. Tổng được lấy về đầy đủ hết ở đây rồi các bác nhé.
bột đã di chuyển về đây và gạch cũng đã về đây. Hôm qua thì Nam Mô bất chợt lúa. Hôm qua thì là hơn 40 người làm các bác nhé. Một cỏ đầu chín này của hắn đi. Giáo quan này mà mua cái cho tổng quan này như ấy cho sẵn đi. À một bao chào tạm biệt. Hơn 40 người làm. 15 người làm ở cái nền móng này. Và số còn lại là vận chuyển gạch và vận chuyển bột các bác nhé. Thì là cái nền thì hiện tại bây giờ đã gần như hoàn thiện đến khoảng 90% rồi. Chỉ còn lại những cái góc nhỏ nhỏ này thôi. Góc nhỏ này là còn chưa đá này chưa đập hết. Và những cái khu vực này đá này chắc làm tầm ơn không hay mà ta đâu hả? Ơn không hay mà. Tầm 2 ngày nữa. Mỗi ngày tầm khoảng 4-5 người là ok rồi. Là cái nền này sẽ san phẳng các bác nhá. Thì cái số chiều dài này là bao nhiêu mét cho chỉ? Của ta hắn ta đi mua ta ta đi mà mua cọc xỉn tế. Cọc xỉn tế chứ? Ừ, cọc xỉn tế. Cái số mét từ đầu này sang đầu này là hơn 10 mét các bác ạ. Hơn 10 mét thì sẽ tính là cái đầu bếp sẽ là cái gian bếp sẽ nằm ở khu vực bên này. Gian bếp sẽ nằm ở khu vực bên này và bên này sẽ là nhà lớn. Bếp nằm ở đây thì khu vực nhà vệ sinh sẽ nằm ở góc bên kia và sẽ để một cái đường đi lối lại nhỏ nhỏ ở đây. Tầm khoảng 1 mét đến 1 mét rưỡi các bác nhá. 1 mét đến 1 mét rưỡi thôi. Để đầu đường này đi là hợp lý rồi. Còn bên này sẽ là nhà chính, còn đầu này sẽ có một cái cửa phụ ở bên này, cửa phụ cho nhà chính. Còn nhà bếp thì sẽ không có cửa phụ nữa. Khi mà mình đi vào nhà chính rồi thì sẽ có một cửa phụ ở trong nhà luôn, thông sang nhà bếp. Và nhà bếp thì cửa chính vẫn quay theo cái chiều hướng đi xuôi theo sườn núi các bác nhé. Tất cả những cái vật liệu đã về đến đây và sau những ngày tháng mà bà con vận chuyển thì cũng rất là gấp các bác ạ. Tuyên cũng thông báo tới các bác một chút là do bà con làm đường cho nên là gấp quá sẽ phải ngưng lại. Bà con làm đường là chỗ anh trưởng thôn thông báo thì sẽ phải ngưng lại khoảng 3 tháng cấm xe vận chuyển vật liệu, là cấm xe to đấy, còn xe máy với lại người thì vẫn di chuyển bình thường. Còn là cấm xe to trong 3 tháng từ giờ đến hết Tết, sau Tết 1 tháng nữa thì xe vật liệu mới được di chuyển vào trong này, bởi vì là đổ đường bê tông thì không thể 1-2 ngày là xong được. Và sau khi họ đã đổ một ít rồi thì sẽ cấm xe hoàn toàn luôn, thì chỉ được xe máy vào thôi, mà vào thì luồn lách thôi các bác nhá. Luồn lách những cái khe nhỏ, rồi những cái chỗ nào mà đi được thì người ta sẽ luồn thôi. Còn ngoài ra thì cái nền bê tông sẽ không được sử dụng. Sau khi làm xong thì họ sẽ cho sử dụng nhưng mà chỉ xe máy thôi. Họ phải đảm bảo là cái chất lượng bê tông sau khi đã cứng, đã đông cứng rồi thì họ mới cho xe vận chuyển vật liệu đi vào. Vì xe to thì không được vào, thì chính vì vậy mà Tuyên đã lấy vật liệu rất là sớm và lấy luôn vật liệu cho nó đủ luôn các bác ạ. Với cái số tiền mà cô giấu tên cô chuyển cho 50 triệu đó thì sẽ là trích mua vật liệu trước và tính tổng vật liệu và tổng tất cả những cái khoản chi trong cái thời gian mà làm nền móng và thời gian làm cái vận chuyển cái vật liệu này, thì Tuyên về nhà Tuyên sẽ tính lại và cộng lại xem là cái số dư còn bao nhiêu. Và tất cả những cô bác anh chị gửi trong mấy ngày tới nay, mấy ngày vừa rồi mà Tuyên vừa nhận được ấy, sẽ cộng tổng vào hết để xem là cái số dư còn bao nhiêu, còn có đủ chi phí để làm nhà hay không thì Tuyên sẽ tiến hành làm, còn nếu như không đủ thì sẽ phải tính lại, bởi vì là mình không thể làm dở được. Làm một nửa rưỡi ôi ra mà chị tàu làm là phải làm một lèo luôn. Thứ nhất là cái tối kỵ của cái vấn đề làm nhà thì nó là như thế, không thể nào mà mình làm xong lại bỏ dở dang ở đấy xong lại chờ tiền lại làm tiếp được. Như thế thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng vật liệu, chất lượng xi, chất lượng gạch. Khi mà trời mưa và trời nắng kết hợp thì nó sẽ bị mọc rêu ở cái gạch mà mình xây một nửa đó. Khi mình xây nửa còn lại thì cái lớp đấy nó sẽ không ăn dính vào nhau nữa. Cho nên là sẽ phải đủ tiền và Tuyên sẽ làm một lèo luôn. Còn không đủ tiền sẽ phải ngưng lại một thời gian các bác nhé. Còn nền móng thì hiện tại cũng cơ bản gần xong rồi thì sẽ là cho ông chú là tiến hành làm cái mặt bằng để bàn giao cho anh thợ xây. Ngày mai Tuyên sẽ hẹn anh thợ xây đến và để đàm phán xem là làm như thế nào cho nó hợp lý nhất, và theo ý kiến của anh thợ xây thì anh muốn làm như nào.
cũng mong chờ được tất cả quý cô bác anh chị và tất cả mạnh thường quân đóng góp ý kiến để cho Tuyên tham khảo và sàng lọc. Những cái đầu bên này thì sẽ làm nhà vệ sinh ở cái góc này các bác nhé. Đang tính là làm nhà vệ sinh ở góc ngoài cùng, bởi vì là trong nhà sẽ đá rất là cứng nên là không đảo được cái bể phốt, nên sẽ phải làm nhà vệ sinh ở ngoài. Nhà vệ sinh sẽ làm rời ra khỏi nhà các bác nhé, cách nhà khoảng 10 mét là ok rồi. Làm tận dụng cái hốc đá làm luôn. Bây giờ thì vật liệu đã về rồi thì bây giờ đi xem hai chị em đang làm gì ở trong nhà. Lúc nào lấy một khư à? Lúc nào lấy có gì một khư ta lấy một khư lò là hay lò khác. Hôm nay là ngày chợ phiên của xã các bác ạ, thì là bà con đi chợ hết rồi. Người ta đi chợ là đi chơi thôi. Bà con có những người ta có cái nông sản đem đến chợ bán thì người ta đi, còn không người ta cũng là bà con chơi thôi. Nhà chợ gần một tuần có diễn ra một phiên chợ thôi các bác nhá. Giờ người ta sẽ đi chơi. Rồi đi vào xem hai chị em làm gì mà khói ung tùm hết, chắc là đang nấu cơm rồi các bác. Mà cái trời thì âm u suốt ngày nên là rất là tội nghiệp cho hai chị em. Đang làm gì mà khói lên nhiều thế? Đây là chỗ ở của hai chị em đó các bác ạ. Còn tại hôm nọ thì Tuyên lên thì những cái chỗ này là cũng dặn ông chú là cố gắng tìm những cái mảnh bạt về để quây vào mình ngủ cho nó đỡ lạnh đây, gió nó đỡ luồn vào thì sẽ ấm hơn. Hai chị em ăn cơm riêng ăn rồi à? Trong thời gian làm nhà này của hai chị em thì trong thời gian làm nhà này sẽ là ăn cơm ở nhà chú các bác nhé. Tại vì là Tuyên cũng có ý định mua gạo lên để nấu cho hai chị em ăn. Thế nhưng mà nếu mà làm như thế thì rất là bất tiện, và còn rất là thương ông chú nữa. Nếu như mua lên mà chỉ nấu cho hai chị em ăn thì thôi thì rất là khó. Còn liên quan đến bà con lối xóm mà còn liên quan đến ông chú nữa. Bà con người ta vì giúp thì không thể nào mà nấu hai nồi cơm được. Một nồi cho hai chị em lại ăn cơm trắng, mà bà con người ta về giúp người ta lại ăn mẻn mén thì rất là khó. Thì ông chú cũng nói luôn là cái mẻn mén thì ông chú sẽ cho, và thức ăn thì Tuyên vẫn phải mua đấy. Còn khi nào mà ông chú có thì ông chú sẽ mua, còn không có thì Tuyên vẫn là phải người hỗ trợ cái tiền ăn cho ông chú. Vậy cũng là rất là ok các bác ạ. Chào các bác các chú, và các bác các chú đã gửi tiền cho hai cháu để làm nhà, và đã hai cháu cảm ơn các bác các chú rất là nhiều, và sẽ chào các bác các chú và chúc các bác các chú vui vẻ và hạnh phúc. Em vừa chào đây nào. Ý chào các bác các chú. Cháu chào các bác các chú. Cháu chào các bác các chú. Chúc các bác các chú mạnh khỏe. Chúc các bác các chú mình khỏe. Tối hôm qua ngủ đây có lạnh không? Lạnh. Lạnh à? Rất là lạnh nhưng mà thôi cố gắng nhá. Bây giờ nhà cũng đã sắp được hoàn thiện rồi, cố gắng. Mình đã từng khổ rồi thì cái này không nhầm nhò gì đâu nhá. Cố gắng lên, bởi vì là sắp có nhà mới rồi. Hiện tại thì Tuyên cũng vật liệu tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ chờ một thời gian nữa là có đủ tiền là Tuyên sẽ tiến hành làm luôn thôi. Đấy. Cái chỗ ở của hai chị em hiện tại cũng đã tạm thời ổn định các bác nhé. Bạt thì nó cũng đi xuống cấp theo cái thời gian rồi. Còn chỗ ngủ này thì ông chú cũng đã quay kín hết rồi. Gần như là cũng đã tạm thời là đã ổn. Thế em vừa đi học không? Đi. Sáng nay ăn cơm nói gì? Thế là ăn cơm trưa xong mới đi đúng không? Đúng. Trong thời gian này thì ăn cơm nhà chú các bác ạ.
đun bếp rồi nhưng không có gì. Hôm qua chú thịt lợn ăn à? Vâng. À, có được ăn không? Được. Được ăn không? Được. Ừ. Đúng rồi, chú thịt lợn ăn thì phải được ăn chứ. Đấy cũng là cái nỗi niềm của bà con, thực sự là cũng mong là hai chị em sớm có cái căn nhà để mà trú mưa trú nắng các bác ạ. Những cái lối sống của bà con ở đây thì rất là khó để mà thay đổi ngày 1, ngày 2 các bác nhé. Tại vì cũng nhiều bác nói với Tuyên là đi như vậy thì có cảm nhận gì và có cái phương án gì để mà hỗ trợ bà con để thay đổi cái lối sống không, thì xin thưa với quý cô bác anh chị là tất cả anh em làm thiện nguyện thì cũng đã cố gắng hết sức để mà động viên bà con và tuyên truyền cho bà con vấn đề sinh đẻ. Đặc biệt là vấn đề sinh đẻ thôi. Muốn là bà con đẻ ít đi một chút thì sẽ tập trung được cái vấn đề kinh tế, sản xuất kinh tế. Còn đẻ nhiều quá thì thực sự là rất là khó để mà phát triển kinh tế các bác ạ. Còn gần như là đi giúp bà con như thế này thì cũng mong muốn là bà con sẽ một ngày nào đấy bà con sẽ thoát khỏi cái cảnh nghèo này. Thực sự là người nghèo ở trên thế giới hay là ở Việt Nam thì hay là vùng cao nói riêng thì cũng không thể nào mà giúp hết được, mà cũng không thể nào là hết được đâu các bác ạ. Tại vì là nó cũng nhiều yếu tố, bệnh tật hay là mồ côi thì những cái đấy thì không ai mong muốn cả. Chỉ có điều là nó đến với mình lúc nào không hay. Thế thôi. Còn đâu thì bản thân Tuyên hay là tất cả anh em làm thiện nguyện thì cố gắng hết sức để mà giúp đỡ cho bà con và tuyên truyền một phần cho bà con, đặc biệt là vấn đề là sinh hoạt, ăn uống. Ví dụ đơn giản như là vấn đề ăn thìa chẳng hạn. Bà con người ta không dùng đũa, dùng bát. Cho nên là để cho bà con thay đổi cái đó thì một thời gian rất là dài để thay đổi cái lối sống đó. Thực ra thì bà con người ta ăn uống thì rất là bẩn. Cho nên là mình động viên bà con là không nên ăn thìa, không nên ăn chung một cái thìa và ăn xúc ăn như thế thì nó rất là bẩn. Động viên phần nào thôi. Đấy, xếp như thế là đúng rồi, nhưng mà xếp vào trong một chút. Phải xếp vào trong bởi vì là nó sẽ bị ướt. Hôm nay thì có mỗi mình chú làm thôi. Nay chủ nhật các bác có lẽ là cũng muộn rồi. Tuyên sẽ phải di chuyển cơ về thôi. Cũng muộn lắm rồi các bác ạ. Thì lên xem là cái xe gạch của anh Thỏ anh đã chuyển về rồi. Lên xem là xem cái xe gạch xem có đủ không. Liệu cũng đã đến nơi và tất cả những cái vật liệu đã tập kết ở đây. Bây giờ chỉ chờ làm thôi các bác ạ. Có lẽ là hôm nay thước phim này của Tuyên quay đến đây thôi. Nên bây giờ phải quay về. Không tối muộn thì về rất là lạnh các bác ạ. Về rất là lạnh mà đường rất là trơn. Đi khó quá nên là Tuyên sẽ phải quay về sớm rồi các bác nhé. Vật liệu đã chuẩn bị sẵn và tất cả những cái vật liệu và Tuyên đã tính và ghim lên đầu video. Thì quý cô bác anh chị thắc mắc gì thì có thể liên hệ cho Tuyên mà hoặc là comment ở bên dưới. Thiếu thì Tuyên sẽ bổ sung. Còn vật liệu thì như hôm nay là anh Thò anh có thông báo với Tuyên là hôm nay còn một xe gạch cuối cùng là hạ 400 viên đó. Thì vừa nãy thì anh Thò vừa về đây và anh Thò cũng đã đổ rồi. Thì tí nữa Tuyên quay về thì Tuyên sẽ lìa cho các bác xem một chút. Và xin cảm ơn tất cả quý vị các bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ cho Tuyên trong suốt thời gian vừa qua. Tuyên xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc quý vị các bác anh chị một ngày mới hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn rất nhiều. Dấu. Mình một mình thôi, hôm nay bà con đi đi chợ hết rồi. Chắc là chiều bà con về mới giúp được. Thôi, về thôi. Uống một chế đó, chính dạ. Tao đâu. Bây giờ quay lên thì Tuyên sẽ đi xem cái tụi phát à? Một khư lo rồi nè. Hả? Một khư lo rồi nè. Chứ mũ à? Mũ. Rồi, tao rồi. Anh về nhá. Hai chị em làm việc đi nhá. Hội chú làm việc gì thì hội đi nhá. Vâng. Cái phải chút à.
em đến những cái thông điệp cho bà con, những cái thông điệp bổ ích cho bà con để bà con thay đổi một chút về cái lối sống, về cái nếp sống văn hóa của bà con. Thực sự là nhiều cái hủ tục của bà con chưa thay đổi được nhiều, cho nên là anh em đi thiện nguyện thì cũng mong muốn là đem một chút ít nào đấy để cho bà con thay đổi về cái lối sống, về cái văn hóa, những cái hủ tục mà còn lạc hậu thì đem đến và động viên bà con để bà con thay đổi dần dần thôi, chứ không thể ngày một ngày hai là thay đổi được các bác nhé. Thì tất cả những anh em làm thiện nguyện thì cũng mong muốn là đem một cái góp sức một cái góc nho nhỏ nào đấy cho bà con để bà con thay đổi thôi. Đem đến một cái thông điệp tốt đẹp đến cho bà con vùng núi, đặc biệt là vấn đề sinh nở của bà con, sinh đẻ rất là nhiều, thay đổi cái lối sống đó. Nhiều bà con thì đẻ con gái rồi tính con trai rất là nhiều, có nhà thì thậm chí là mười mấy đứa con, họ chỉ mong là đẻ đến 3-4 thằng con trai. Khi mà đẻ xong 3-4 thằng con trai rồi họ sẽ tính lại tính tiếp con gái thì rất là khó để mà thay đổi cái lối sống đó. Thì nói chung là bạn anh em tình nguyện đi thì cũng muốn là khai thác những cái nội dung đó để cho quý cô bác anh chị cùng xem và theo dõi cái thước phim để thay đổi cái lối sống và một chút về cái văn hóa của người Mông các bác nhé. Đây xe gạch đã về đến đây rồi. Chờ ra chỗ, chờ ra chỗ rồi, chờ cho hết, chờ xóa, cho nên mà mua chế mà phải giải thì mua chắc chỉ cua, mà cho sáu lúc qua đi, cho sáu lúc qua mà giá vó này cho mình nhiều thật to, chỉ cua tới đâu, bó thì bó mà tao rồi, giờ làm mà, cát này thì khi mà chuyển về nhà thì sẽ để trên cái chuồng trâu ấy, cái chuồng trâu rồi bỏ cái sân của ông chú các bạn để cho đấy nó sạch. Cái cuốc đâu, lấy cái cuốc về chứ, lấy cái cuốc về cào mới được. Ít thôi, nhiều nặng ấy, nặng lắm đấy cái này ấy.